Chị là con mèo, chị nào là con mèo? Chị này là con cánh cụt. Ủa phải, bạn này là con cánh cụt. Chị nào con mèo? Đã nhiều chị lắm, em muốn hỏi chị nào? Chị Du là chồn mà. Chị là chồng mấy đứa. Chị đó là con chồn, chị là chồng mấy đứa. Tôi phải lặp lại bao nhiêu lần nữa các em mới hiểu ạ? Tôi là ngôn nhất truyền, người chồng đoán mệnh của các em đây.